Xin kính chào quý vị khán giả. 24 giờ qua, khu vực đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay đo được dao động từ 32 đến 33 độ, tăng 1 độ so với trưa ngày hôm qua. 24 giờ tới, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ mờ dần, kết hợp với hội tụ gió trên cao yếu dần, khu vực tỉnh Hải Dương thời tiết mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất ngày từ 32 đến 33 độ. Cảnh báo từ ngày 8 đến 13 tháng 7, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng chậm về phía Đông Nam, trên cao áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần ra phía Đông. Thời tiết khu vực mây thay đổi, ngày nắng, từ ngày 9 đến 13 tháng 7, rải rác có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Cụ thể dự báo cho từng khu vực như sau. Khu vực Đông Bắc tỉnh gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách và Thanh Hà. Trời mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ, độ ẩm từ 73 đến 92%. Khu vực Tây Nam tỉnh gồm các huyện Cẩm Giang, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ và Ninh Giang. Trời mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm từ 77 đến 93%. Khu vực thành phố Hải Dương trời mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ, độ ẩm từ 74 đến 90%. Chuyển qua thông tin thủy văn, 24 giờ qua, mực nước các sông lên và vào kỳ chiều cường. Mực nước lúc 7 giờ ngày hôm nay trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 2m25. Ngày mai, mực nước các sông biến đổi chậm và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Sông Thái Bình tại Phả Lại đỉnh chiều lúc 22 giờ 30 phút ở mức 2m80 đến 2m85. Sông Gùa tại Bá Nha đỉnh chiều lúc 19 giờ 15 phút ở mức 2m05 đến 2m15. Và như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.